Hôm nay tao muốn đập mày rồi tính sao được không? Vi! Vi! Lên! Sao? Sao? Nó mà nhảy thì chắc chắn tụi cao đậu sẽ bắt bên kia. Em Vinh ơi, nhìn kìa. Tôi thấy nó cứ không an toàn ấy. Ê mà lỡ thua thì sao? Thì thua thì thôi, giống như mấy lần trước đó. Chuồn, để tụi nó chịu trần. Mày nên xin lỗi vì làm việc giấc ngủ của tao thì đúng. Cũng chắc chắn rằng một điều là không ai muốn trong đêm nay sẽ về tay trắng đúng không ạ? À, mọi người nhanh tay đặt cho nhóm mình yêu thích nha. Hãy khóc như những vùng Nga, hãy khóc như những đã lớn. Hỡi những đứa trẻ hiên ngang, hãy khóc như những vùng Nga, hãy khóc như những vùng Nga, hãy khóc như những sẽ đứng lên lại. Những người tuổi trẻ tay cao, hôm nay bạn sẽ muốn nói gì?